Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Học Phật, nghe Pháp, hành thiền sẽ gặp may mắn, phước báo hồi đáp. Bạn bắt đầu một ngày mới bằng buổi sáng sau khi tỉnh dậy hay buổi tối trước khi đi ngủ. Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng thật tình rất nhiều người bắt đầu ngày mới bằng trước khi đi ngủ. Đó là những người luôn trăn trở về ngày mai, nghĩ về những khoản tiền góp, những hóa đơn thanh toán, nghĩ xem ngày mai thức dậy nên làm việc gì trước, nên làm việc gì sau. Họ ôm cả tương lai vào giấc ngủ và họ thường xuyên bị áp lực vô hình đè nặng. Không có nổi một giấc ngủ ngon, những người này không sống cho hiện tại. Cho dù bạn có ở tận cùng nỗi đau thì hôm nay vẫn là tốt nhất, không phải ngày mai. Bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh trái ngang nào đó hoặc bất chợt chán nản cảm giác của hiện tại. Ví dụ đang trong thời gian giãn cách mà bạn thầm nghĩ ngày mai, tuần sau, tháng sau sẽ tốt hơn. Ngày mai sẽ tốt hơn là một câu nói hoàn toàn không tốt. Bạn hy vọng vào điều không thể chạm tới được vì nó ở tương lai. Bạn cho rằng ngày mai tốt hơn, tức bạn đã phủ nhận hôm nay không tốt. Chán ghét giây phút hiện tại, bạn muốn nó trôi thật nhanh. Người mê thấy bốn bề là tường, người ngộ tám phương đều thông suốt. Hôm nay là tốt nhất, không phải ngày mai. Người đang bên cạnh bạn là người quan trọng nhất, không phải người nào đó ở tương lai. Mãi lo lắng cho việc ở tương lai, bạn sẽ đánh mất những thứ ở hiện tại và cả những người bên cạnh. Giả dụ bạn nghĩ rằng làm việc thật nhiều tiền để lo cho con cái, lo cho cha mẹ, nhưng họ thường không đồng tình với bạn ở quan điểm này. Chẳng may cuộc đời vô thường, ta mất đi ai đó, bạn sẽ nhận thấy dành hết thời gian để làm việc kiếm thật nhiều tiền không còn ý nghĩa nữa. Tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Khi xảy ra những sự việc trên, bạn là người quá lo lắng về tương lai, mưu cầu về tương lai quá tốt đẹp. Đó là do tâm của bạn bị động. Hãy dùng một phương pháp nào đó để luyện tập cho tâm trí bớt lo âu. Có thể học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền để khai ngộ. Khi bạn nhận thức được rằng hôm nay là tốt nhất, tinh thần bạn sẽ luôn phấn chấn và dễ gặp vận may. Các bạn hãy nhớ hành thiền mỗi ngày 10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.